Ok, xin chào các anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nè mời. Duy Khải xin kính chúc anh em xem video về. Ở lần này thì hôm trước thì Khải có rao có bán cái nhận ngọc bội 140 nè, ra dùng cho ông anh trong bang á. Đây đó, hiện tại bây giờ cái ngọc bội này đang nôm mộ nè, và rao bữa giờ cũng được 2 ngày rồi. Thì cũng có một ông anh không biết là tên nhân vật chính là gì, thì có chào hỏi giá mua cái ngọc bội này nha nè. Đó, bày luôn. Trước thì nói chung là rao lên là rất là nhiều người trả 30 kim nè, và muốn bán lên được một chút nữa, nhưng mà toàn bị bùng kèo thôi. Hai ba người hẹn hò hò toàn bị bùng kèo thôi nè. Xong rồi giờ tầm này chắc là bán cho ông này thôi. Mấy ông nội cứ hẹn 2 triệu 2 triệu, xong rồi 2,5 triệu, rồi hơn 2,5 triệu cũng có, nhưng mà đa số là bùng kèo thôi nè. Đây là Khải chụp Khải lưu cho ông anh đó. Đó, hôm nay thì Khải bán được thì Khải thông báo cho anh em biết, cũng như là làm video ở server này đồ đạc như thế nào nè. Đồ đạc rất là hot. Hiện tại cái ngọc bội này đang bán với giá 2 triệu nha anh em. Này, rồi đúng rồi, chưa. Chúng nha anh em, đúng rồi. Dạ, từ. Ok chưa. Đó, 2 triệu, tính ra là nhiều người hỏi 2 triệu nhưng mà ông này lại kiểu cảm giác không hay, cái kiểu cảm giác là may mắn đó nè. Nói chung là hiện tại cái này đang nâng một server 5540, trang sức rất là hiếm. Rồi ok, xác nhận. Rồi ok, chốt. Đó, rồi bị nhanh luôn, trong nốt nhạc luôn nè. Ra tính ra rao 2 ngày thôi, nói chung là khá là nhiều, trả hay khá là nhiều. Anh em trả 2 triệu là khoảng 30 kim. Hiện tại trong game Khải vẫn đang rao nè đó. Khải ra 3 triệu, ai mua được giá Khải bán thôi. Đó, bây giờ thì bay rồi. Đã bay. Đó. Rồi, ok. Ok, then. Rồi, nói chung thì ở video này cũng không có gì hơn. Khải làm một video bán được ngọc bội cho anh em. Cho anh em xem. Rồi, anh em thấy video ok. Thì nói chung thì đỡ lại cho một like chia sẻ chơi nha. Nói chung thì video này bán dùm thì không phải của Khải đâu. Nhiều anh em bảo là của Khải, không phải của Khải nha mọi người. Cái này thì của ông anh Quách Tỉnh trong bang á, ông nhặt được trong cái mặt cốc anh em. Thì Khải rao dùm bán dùm ảnh thôi. Nói chung thì cũng được giá thì bây giờ anh luôn. Rồi, ok, bye bye.